thì nó thì đây là nhỏ, nó nhỏ nhìn cũng được nhiều này, nhưng mà lại to này. Lần này mới đây đấy, to đùng luôn, có tay khổng lồ đây. Thì dâu to là giá là 599 yên này, dâu nhỏ là 499 yên này. Dâu nhỏ này thì tính ra là khoảng 100.000 một bọc này, được hơn chục quả. Còn bên này là dâu to là 599 yên này. Đấy. Thì giờ mình sẽ mua một hộp này về mà để ăn rồi review cho anh em xem nhé. Đấy. Đây là siêu thị, mình đang ở siêu thị mua đồ ăn, đây là mua hết đồ ăn, may được nghỉ. Chỗ này là chỗ quầy hoa quả. Đây là có cả bưởi, một quả là 999, Tết mình mua một quả 999 yên, quên, 999 yên là 1 sen, 1 sen là 200.000 quả bưởi này, đẹp. Đẹp như Việt Nam, đẹp hơn Việt Nam ấy, nhưng mỗi tuần là cũng có lá rồi. Vâng, xin chào cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình lại được nghỉ làm, thế là ở nhà chẳng biết làm gì, xong chạy ra siêu thị mua dâu tây về ăn các cụ ạ. Đây nhá, đây quả dâu tây, dâu tây khổng lồ nhá. Thấy mọi người quay video là rất nhiều về dâu tây khổng lồ ở Nhật này, thì hôm nay thì ra siêu thị mua thử về ăn thử xem nó thế nào. Thì một gói này có 6-7 quả thôi, nhưng mà cũng rơi khoảng 100.000 tiền Việt Nam các bạn nhé. Thì ở Việt Nam các bạn có tiền thì mới mua các cái quả dâu này ăn, mà khi vận chuyển về Việt Nam thì phí rất là đắt. Nhưng mà bên này ăn dâu tây rất là tiện các bạn ạ. Đây mua dâu tây thì phải mua thêm cả cái sữa ông thọ đấy nữa thì ăn mới ngon. Ở Việt Nam không biết thì cứ ăn bằng chấm muối, dâu chấm muối. Bên này người ta ăn bằng sữa ông thọ. Thì giờ mình sẽ bóc cái sữa trước này. Bóc sữa đổ âm cái bát con này nhé. Chấm sữa thì ngọt thì dâu nó chua sẵn rồi, thế chấm vào sữa ăn ngọt chắc là ngon. Mình cũng chưa ăn thử cái này bao giờ, thì thấy người Nhật ở đây người ta hay ăn cái kiểu chấm sữa này, thế là mình hôm nay mua về ăn thử xem thế nào. Dâu thì ra siêu thị mua thì cũng có, hoặc là các ở bên Nhật này thì có các cái vườn dâu ăn như ví dụ mình giả khoảng 2 sen 400.000 ấy, thì mình có thể ăn tẹt ga trong vòng 60 phút, nhưng mà không biết ăn được nhiều hay không, chắc ăn được vài quả lo rồi. Giờ mình sẽ bóc cái túi dâu này nhé các bạn nhé. Quả dâu to thật. Cái loại này đắt, loại nhỏ, loại nhỏ thì rẻ hơn, nhưng mà ở Nhật này thì tiền nào của đấy đâu. Mua được túi dâu to này chắc chắn là ăn chắc chắn nó sẽ khác với cái túi dâu nhỏ. Đây anh em nhé, to đùng luôn. Đấy, đấy, xem nào, bàn tay này, khoảng 3 quả nhá, khoảng 3 quả là vừa một bàn tay luôn. Đấy, đỏ chót. Thì bên này là dâu chung là nó tươi luôn, chứ còn bảo là dâu tây ở Việt Nam có khi là khi người ta vận chuyển về đến Việt Nam mình rồi thì sẽ bị héo hoặc là bị dập nát gì đó. Chứ bên này thì dâu tươi chung là tươi luôn, tươi như kiểu ở tại vườn luôn anh em nhé. Đấy, nhìn rất là ngon. Các cái hộp này là hộp dâu to thì quả thế này, còn các cái hộp dâu nhỏ thì quả chỉ bằng một nửa hoặc là 1/3 quả này thôi, thì nó rẻ hơn và được số lượng quả sẽ được nhiều hơn. Nhưng đây là quả dâu khổng lồ, dâu to, có nhận đúng là dâu khổng lồ, nó to, thế nên là mình mua thì cái loại này sẽ được ít hơn. Đây giờ sẽ chấm ăn thử quả này xem thế nào các bạn nhé, chứ ăn cái kiểu chấm
chấm với sữa bao giờ. Đây là chấm thử phát này. Ngon đấy, đầu tiên ăn dâu chấm sữa này, dâu này nó có vị chua với cả sữa có vị ngọt nữa, công nhận ăn nó dễ dễ ăn hơn là mình chấm muối. Mình chấm muối có thể mình ăn một một hai quả là mình chán, nhưng mà ăn này có khi ăn hết cả hộp này luôn. Bảo sang của Nhật người ta ăn khôn thế, trẻ con Nhật này nó ăn rất là thích cái loại dâu tây chấm sữa này, ăn hết cái túi này chắc tối khỏi phải ăn cơm luôn. Anh em nào ở Nhật xem được cái video này, lần sau năm sang năm sau có đi ăn dâu Hô Đài thì nhớ mang cái loại đi, mang cái loại sữa ông thọ đi này, ăn còn có khi ăn được chất lượng được nhiều hơn là ăn chấm muối, rồi đỡ bị phí tiền. Ở Việt Nam mà muốn mua cái loại này chắc là cũng khó đấy. Ở bên Nhật này rất là sẵn các bạn ạ. Ví dụ mình ra vườn dây dâu tây mình ăn ấy, ăn kiểu ăn mình đi ăn Hô Đài ấy thì ăn được bao nhiêu thì ăn, có thể mình mua về mang mang về để ăn tiếp được mà. Chơi quả nữa xem ra sao. Cho ông cắn lại 2 miếng mới hết rồi, căng cả mồm. Ngon đây. Anh em nào ở gần nhà mình cũng nào qua đây mình mời nhân dâu tây. Quả này bé lẹo luôn, trong trong hộp to này đấy, trong một hộp to mà nó vẫn như kiểu là ở ở nó đầy, nó bày nhá, người ta bày ở ở trên thì là quả to này, nhưng mà ở dưới nó lại quả bé đấy. Được tất cả là 2, 4, 6, 7, 8 quả, được 8 quả, 8, hơn 100 nghìn. Hơn 100 nghìn thì tính ra nó cũng chỉ khoảng mười mấy nghìn một quả thôi các bạn. Tính ra tiền Việt Nam nó có mười mấy nghìn một quả thôi. Mà nó tươi luôn này. Đấy, tươi luôn. Rất là ngon. Tôi chơi nốt quả này tôi cũng thấy chán chán rồi. Đầu tiên đi ăn dâu tây mà chấm với em sữa ống thọ. Thường rất là ngon các bạn nhé. Anh em nào chưa biết thì lần sau nhớ mua sữa ống thọ mà chấm nhá, chấm ăn với dâu tây rất là ngon đấy. Thôi rồi, chào tất cả anh em nhé, mình chỉ review một chút vậy thôi. Anh em nào muốn ăn thì inbox mình để mình gửi về Việt Nam cho nhé. Chào tất cả mọi người.